Nga thực hiện 20 chuyến không kích tại Syria, tin từ Raqqa, Syria. Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay 3 tháng 10 công bố các thước phim cho thấy, đã dội bơm xuống các mục tiêu tại tỉnh Idlib của Syria trong chiến dịch mà họ cho là để chống lại phiến quân nhà nước Hồi giáo đã bước sang ngày thứ ba. Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rằng, cuộc không kích đã phá hủy một phòng hợp lớn nhằm mục đích sản xuất bơm, nguy tạo trong lớp vỏ của một nhà máy khí đốt. Bộ này cũng cho biết, không lực của họ đã thực hiện hơn 20 chuyến bay trên bầu trời Syria trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua, trong đó có chính mục tiêu của phiến quân nhà nước Hồi giáo, kể cả kho vũ khí đặt ngầm trong lòng đất ở Raqqa và kho chiến cụ quân sự gần Zuz al -Sukhol. Trong ngày thứ Bảy hôm nay, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói rằng các đợt không kích của quân lực Nga tại Syria nhằm mục đích bảo vệ người dân Nga khỏi sự đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và thêm rằng lợi ích về kinh tế của Nga tại Syria hầu như không đáng kể.